Dạ. Rồi ngồi vô ghế đi bạn. Rồi bây giờ bạn gái đến rồi đây. Hai người có thể tháo mặt nạ ra nha. Em chào chị. Mời bạn trai giới thiệu trước. Em tên là Nguyễn Minh Khang. Năm nay em 31 tuổi. Hiện đang làm kỹ sư kiểm thử phần mềm cho một công ty ở quận Bình Thạnh. Quê em ở thành phố Hồ Chí Minh. Em sống với mẹ. Sống với mẹ, nhà đông anh chị em không? Dạ, con một. Rồi mời bạn gái giới thiệu. Dạ em chào chị. Em tên là Nguyễn Thị Thu Thảo. Hiện tại thì em làm điều dưỡng tại Bệnh viện An Bình ở quận 5. Em quê em thì ở Phú Yên. Hiện tại thì em ở trong đây với lại em gái em. Và em 31 tuổi. Rồi hai bạn bằng tuổi nhau nha. Ê mà nói nghe nè, chị thấy em quen quen nha. Em quen chị không? Không vậy. Nhưng mà chị thấy em quen lắm. Hình như chị gặp em ở đâu rồi á. Dạ không có đâu, lần đầu tiên chúng ta mới gặp nhau. Sao em liếc thấy chị dữ vậy? Sao em liếc thấy chị dữ vậy? Chị có làm gì đâu mà em liếc chị dữ vậy? Thiệt mà, em đang nhìn chị bình thường. Em có chơi mạng xã hội không? Facebook à? YouTube? Không chơi. Em có làm gì nổi tiếng trên Facebook không? Không, em chỉ là dân đen thôi, đâu có dân gì. Dân đen thôi hả? Trời ơi, chắc chị dân đỏ quá à. Dạ. Nhưng mà chị nhớ là hình như là hồi xưa em có từng tuyên ngôn gì trên. Em mê cái đội ta, em mê cái Thái Lan lắm, dữ lắm đúng không? Trời, đâu có người Việt Nam nào đi chia Thái đâu chị. Người Việt Nam là phải ủng hộ tuyển Việt Nam. Rồi bữa nay Việt Nam với Thái Lan đá banh là em muốn ủng hộ đội nào? Đội nào đá hay em ủng hộ mà. Theo em là đội nào sẽ đá hay? Em thấy Việt Nam form tốt hơn. Chị biết là em chỉ mê Thái Lan thôi. Em luôn luôn ủng hộ Thái Lan. Em ủng hộ Việt Nam. Xạo. Thiệt. Em ủng hộ Thái Lan. Thôi thôi, chị đang ép em à. Thôi thôi, chị đang ép em à. Chị không ép đâu. Chị đang gằn giọng chị ép em. Phải không? Chứ thật sự em là fan Việt. Em nghĩ điểm mạnh, điểm yếu của em là gì? Cái điểm yếu của em có lẽ là con một. Con một mắc gì điểm yếu trời. Con một thì đương nhiên em hy vọng người bạn gái đó có thể về làm dâu. Thì làm dâu đừng có nghĩ cái từ làm dâu nó quá trầm trọng theo cái nghĩa phong kiến là phải tam tùng tứ đức hay là làm gì quá. Đối với em làm dâu đơn giản là có thể về sống chung với em và mẹ ở nhà thôi. Nó có thể chưa quen thì hy vọng là hai bên sẽ hiểu nhau. Em thì với tư cách là một người ở giữa, em cũng phải đi điều phối. Cái đó làm con một đấu sướng đâu. Bởi vậy em nghĩ đó là điểm yếu của em. Rồi. Em biết dạo này xu hướng trẻ, các bạn gái thì có xu hướng là không muốn làm dâu. Một phần là có lẽ vì sợ những cái tư tưởng nặng nề làm dâu phải làm những cái nghĩa vụ kiểu phong kiến đó. Cũng một phần là có thể chịu ảnh hưởng của những bộ phim series truyền hình. Nhưng mà hy vọng là nếu mà nghe những lời em nói hôm nay thì bạn gái có thể suy nghĩ thoáng hơn. Rồi, vậy điểm mạnh của em là gì? Điểm mạnh của em thì có lẽ là do công việc của em thì em là test, em kiểm tra lỗi cho nên em là một người cẩn thận. Thì điểm mạnh của em là sự cẩn thận. Rồi. Với lại em cũng trầm tính. Ừ. Em không có dễ mà nổi nóng. Ồ. Khi mà có cái vấn đề gì mà tranh cãi á, nhiều khi nó đi vô ngõ cụt á thì có thể nếu mà gặp người cọc tính thì họ sẽ quát mắng hoặc là động tay động chân. Nhưng mà em thì nếu bực quá em sẽ im, không nói nữa. Rồi còn em nãy giờ nghe điểm mạnh điểm yếu của ảnh rồi đó. Điểm mạnh của em á là một người rất là thân thiện hòa đồng. Làm việc thì rất là nghiêm túc, mà đi chơi thì cũng chơi hết mình. Điểm yếu thì có một chút xíu là khi mà trước đám đông thì hơi nói chuyện nó hơi nhanh một chút xíu. Và cũng hay dễ tin người. Theo mà bạn bè nhận xét em á là một người phụ nữ của gia đình, rất là hiền. Em có ngại làm dâu không? Dạ không. Biết nấu ăn không? Dạ biết. Chăm sóc gia đình tốt. Dạ. Vậy là tuyệt vời rồi. Em là mẫu người vợ lý tưởng của rất nhiều người đàn ông. Trên tinh thần trước mắt thì chị nhìn thấy như vậy ha. Rồi về tình duyên thì sao? Đường tình em trải qua bao nhiêu mối tình? Mối tình của em thì có chính thức thì 3 mối tình. Mối tình đầu tiên thời sinh viên của em, với mối tình thứ hai thì cũng được 2 tháng. Mối tình đó thì bạn đó còn trẻ quá. Nghĩa là chỉ có quen nhau vậy thôi, còn trẻ quá chưa có biết lo. Tính mối tình thực sự của em thì là 4 năm. 4 năm đó là cái mối tình sau cùng á. Dạ, mối tình sau cùng 4 năm. Thì từ đó tới giờ thì em không quen ai, em tập trung kiếm tiền thôi. Bạn bè em phát hiện ra bạn đó có người thứ ba thì nói em, nhưng mà em cũng vẫn không tin, không nghĩ rằng người đó có như vậy. Trời đất ơi, quen nhau 4 năm. Dạ. Rồi mới phát hiện ra. Dạ. Lúc phát hiện ra thì em có nói với ảnh không? Em có hỏi nhưng mà người ta né đi. Rồi thôi, em chia tay là anh cũng ok thôi, không có gì hết, không có giải thích, không có nắm níu, không có sorry, không gì hết. Dạ. Rồi thôi. Ha, người ta lại lừa dối mình như vậy thì thôi mình cũng không buồn. Thế là bao nhiêu lâu rồi không có bạn trai? Hơn 2 năm. Hơn 2 tại năm. Vì em đăng ký chương trình cũng gần hơn 2 năm. Rồi, còn em?
tình trường mình sao nè? Cũng giống bạn đó, em cũng trải qua 3 mối tình rồi. Thì lần đầu tiên em quen một bạn đó, bạn cũng làm điều dưỡng bệnh viện Đại học Y Dược. First love của em luôn. Cho nên em rất là mình dành tất cả những cái tinh túy cho cái lần đầu. Tinh túy luôn hả? Trời ghê quá, tinh túy là cái gì vậy? Nói chung là khi mà lần đầu thì chị sẽ có cảm giác nó rất là cháy hết mình. Nhưng mà rồi sau đó em thấy giống như em bị đơn phương. Bạn đó cũng lạ, là nếu mà đã không có tình cảm với em thì tại sao rủ đi xem phim hay đi ăn hay đi gặp mặt thì cũng nhận lời hết. Nhưng mà không có một cái gì đáp lại cả. Và đặc biệt bạn đó có một cái tính xấu, rằng nếu mà bực mình hay là cái gì á thì không có nói ra, giận dỗi. Sau đó em biết là giận thì gọi điện hoặc là nhắn tin hỏi xin lỗi. Có khi gọi điện bị dập máy, nhắn tin không trả lời, xin là không trả lời. Mà em cũng rất là bực, tại vì cho rằng đó là cái thái độ thiếu tôn trọng của người ta. Thà là chị không coi tin nhắn, còn nếu coi tin nhắn mà không trả lời thì đó là cái sự thiếu tôn trọng. Nhưng mà tại vì lúc đó có cảm giác sợ mất, cho nên vẫn dây chưa được một năm thì bạn đó là người chia tay. Lần thứ nhì của em thì quen một bạn gái người Thái Lan. Lúc bạn đó qua Việt Nam. Hèn chi mê Thái Lan, trời ơi, tôi biết mà. Em mê nhưng mà bóng đá em vẫn chia Việt Nam nha. Lòi da rồi ha. Rồi quen mối tình Thái Lan bao lâu? Được 8 tháng. 8 tháng. Tại lúc bạn đó qua Việt Nam làm, tại lúc đó em có đi học tiếng Thái. Quất một câu tiếng Thái chào nhau liền các coi. Đủ bây giờ nói bây giờ là chị à, em chào chị Tường, tối nay à, em với chị cùng xem đá bóng nhé. Tối nay có trận Việt Nam đá với Thái Lan, chị coi chung với em nha. Rồi nói nhiều đó nói tiếng Thái rồi. Sawadikap, Phi Cát Tường, khinh ý tim sát Thái đặt hẹn gặp tim sát Việt Nam thi sân ảm kỳ lạc Mỹ Đình nè khắp. Léo, rao sẽ phải đuôi nuôi càng nè khắp. Ok, hiểu không? Hiểu được vậy? Vậy là được rồi. Được rồi, rồi ok, rồi. Cảm ơn em. Còn lý do là sao chia tay? Bạn đó tại vì qua Việt Nam làm spa mà làm chui á, cho nên khi mà hết hạn thì bạn đó cũng phải về Thái thôi. Em không đi theo qua Thái luôn? Em có đi. Lúc đó công ty của em đang tinh giảm nhân lực thì em bị nằm trong số mà họ cắt giảm á. Em cho em cơ, anh bị lay off luôn. Đi luôn. Thì lúc đó là gần Tết nữa, Tết âm lịch mà bị lay off rồi thì đâu còn tâm trạng gì. Nhưng mà em cũng quyết định là một chuyến đi Thái luôn. Coi như trước là để thư giãn, sau là thăm bạn đó. Qua đó gặp bạn đó thì hai người có khoảng thời gian vui, đi chơi với nhau suốt. Lúc đó bạn đó nhận được một lời mời làm việc ở Myanmar. Em có đưa tiễn bạn đó không? Em đưa luôn. Em đưa bạn đó tới biên giới Thái Lan, Myanmar luôn. Chỉ còn vài bước nữa là em đã qua biên giới Myanmar rồi. Nói chung cái cảnh hôm đó buồn lắm. Mà thì có em ở bên đây biên giới Thái, bạn đó xách vali đi qua biên giới Myanmar. Mà nhìn theo cho đến khi mà bóng khuất dần, rất là buồn. Có khóc không? Chị nghĩ em khóc không? Có, buồn là phải khóc. Bình thường. Bình thường là khóc hay không? Khóc chứ. Chứ nói rồi bình thường. Mà cổ có lời mời đi ngay lúc em qua bên đó chơi luôn, trùng hợp vậy đó hả? Không, bạn đó hỏi em có đưa tuyển hay không thôi. Thì em đưa tuyển coi như là cho trọn cái nghĩa luôn. Và sau đó thì xa mặt cách lòng, đúng yêu xa không bao giờ dễ dàng hết. Đúng rồi. Với lại cái múi giờ nó khá là chênh lệch. Mặc dù ở Myanmar chỉ sớm hơn Việt Nam nửa tiếng, nhưng mà tại vì công việc của bạn đó là làm spa theo ca, cho nên nhiều khi buổi tối bạn đó làm mà em lại ngủ, cho nên rất là khó. Ngôn ngữ cũng là một cái rào cản, mình người Việt mình trao đổi nhau có khi còn chưa giải quyết được, nói chi là khác ngôn ngữ, nó rất khó khăn. Mà cả hai thấy đường cũng khó nữa. Em thì cũng rất khó mà đi qua Thái Lan. Tại vì cái ngành của em ở bên Thái em cũng tìm hiểu rồi. Chứ lại em còn cái vụ phải đem vợ về làm dâu nữa. Bạn đó qua Việt Nam cũng không được. Tại vì bạn đó không biết tiếng Anh. Buồn quá. Dạ. Tốn mớ nước mắt. Bình thường em nghĩ bình thường. Nếu mà ai mà đã hết lòng với tình yêu thì tốn nước mắt thì đâu phải chỉ nam. Rồi vô mối tình thứ ba. Mối tình thứ ba thì tụi em đã đi tới cái mức mà đang lên plan đám cưới luôn rồi. Cưới luôn rồi, sao chia tay? Nhưng mà lại fail. Do hai bên không thống nhất được về các thủ tục cưới. Trời đất ơi, ta tính yêu nhau tính đám cưới rồi mà vì mấy cái thủ tục cưới thôi mà phải chia tay. Cái chuyện đó em nghĩ cũng bình thường thôi. Chẳng hạn như cái lúc đó là tại vì em rất là ít người nên bên em chỉ tính đãi 3 bàn thôi. Rồi. Nhưng bên bạn đó tới 15 bàn lận. Rồi. Là gấp 5 lần bên em luận. Rồi. Em thấy mời nhiều quá, em mới nói có thể giảm bớt số bàn hay không. Cũng xuất phát từ ý tốt là muốn nếu mà mời nhiều quá thì không biết có kiểm soát được cái số lượng khách không á, lỡ họ không tới hết bị lỗ. Em chỉ nói như thế thôi, chứ hy vọng bạn đó hiểu theo ý tốt. Bạn đó cũng giảm nhưng mà từ 15 giảm xuống 13 bàn. Là có giảm rồi, con số 13 đẹp rồi. Nhưng mà lúc đó bên em lại nghĩ rằng giảm giống như giảm cho có. Nó vẫn gấp
hơn bên em tới 10 bàn lận. Nếu mà áp đảo như vậy thì bên nam có cảm thấy nó thoải mái hay không? Vậy thì bên nam mời nhiều lên đi. Mời nhiều hết thì em không, em đã cố gắng hết rồi nhưng bên em chỉ có nhiêu đó. Thì em môn quan hệ em hạn hẹp quá, em bắt nhà gái người ta quan hệ hẹp theo bên em luôn sao được. Đám cưới người ta nuôi một đứa con gái lớn đẻ đãi có 10 bàn, 10 bàn có 100 mấy chục người mà nhà ba bên bạn hè bên nội, bạn bè bên ngoại rồi bạn bè của mình đủ thứ hết trơn. Cái này vấn đề từ nhà em chứ không phải vấn đề nhà bạn gái. Dạ cảm ơn chị đã nói, chị đã nói luôn được cái cốt lõi rồi đó. 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 Rồi bây giờ sắp tới đám cưới cũng là ba bàn nữa đúng không? Ừ, bên em là kiểu gì thì cũng rồi bây giờ bạn giờ em muốn bạn nhà bạn gái là được mấy bàn đám cưới, được đãi được mấy bàn. Nhiều khi cái ý của mình lại bị người ta hiểu là giống như là bị áp đặt. Thật sự em không áp đặt, mấy bàn không quan trọng, quan trọng là người đó đã có chơi có chịu. Nếu mà mời nhiều thì lỗ thì bên đó phải gánh hết thôi. Trời đất ơi, chứ không thể nào mà nếu mà mời nhiều lại kiểu bên em bỏ tiền bù lỗ hay là sao đó. Em thấy thật sự không công bằng và không thỏa đáng. Khó quá, hai bạn tự chừng nào tới đám cưới mà chị hỏi cũng xa quá rồi chị ơi. Đâu có xa đâu em, những cái chuyện đó mới là quyết định có gần hay không. Có gần mới có xa, không có gần sao có xa được. Em muốn tìm người bạn trai như thế nào? Không hút thuốc, không bụng bự, không đầu hói, biết sống chia sẻ gia đình, nói chung là một người biết hòa đồng hai bên gia đình. Rồi, các công ăn việc làm ổn định. Em thì không hút thuốc rồi, mà chỉ có hút thuốc thụ động thôi, tức là người ta hút còn mình ngửi. Rượu bia thì em cũng không uống được, cho em bị dị ứng với đồ uống có cồn. Cái chuyện mà quan tâm đối phương á thì điều đó là hiển nhiên rồi. Em muốn tìm một mẫu người bạn gái như thế nào? Đầu tiên bạn đó có thể hiểu được cái băn khoăn lớn nhất của em là vấn đề làm dâu. Bạn đó đừng có bị mang mặc cảm làm dâu. Người bạn gái đó phải có công ăn việc làm ổn định. Và đặc biệt là nếu mà là người dân tỉnh á, thì đừng có làm một khoảng thời gian rồi sau đó trở lại tỉnh. Tại vì em bạn của em đã gặp trường hợp đó rồi và bắt buộc phải chia tay. Có nghĩa là phải lập nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh. Dạ. Rồi bên đây ta ổn định công ăn việc làm ổn định, nhà tại thành phố Hồ Chí Minh luôn, chịu làm dâu luôn, khỏi lo. Kiếm ảnh đi, ảnh ở chổng đó em. Cổ ở chổng á. Theo giác quan của mình kiểm tra thử coi, kiếm thử coi ai là cô gái ấy, ai là chàng trai ấy. Ai? Chắc anh này. Anh đó, tại sao chọn cái anh nhắm mắt? Em cảm giác vậy. Em cảm giác vậy, đó là quyền của em. Rồi bên đây ba chàng trai mà cổ đi chọn, anh nhắm mắt mà cô hiểu rồi đó. Cổ đâu? Hai người này em có cảm giác không phải. Thì chỉ có váy hồng thôi. Bé váy hồng phải không? Rồi bây giờ chúng ta sẽ nhìn thẳng vào trái tim. Cánh cửa trái tim sẽ được mở ra để các bạn kiểm tra xem cảm xúc của mình, cảm giác của mình lựa chọn ngày hôm nay đúng hay không nha. Xin mời các bạn. Chào anh. Chào. Sao em? Đúng sai? Sai rồi. Sai rồi. Em đúng hay sai? Dạ sai. Sai rồi. Nghĩ sao ta đi làm quen với bạn gái mà ta đưa tấm hình người ta chẳng nhắm mắt, người ta phải dìm hàng thằng bạn, ai dìm hàng bản thân mình. Trời nữa, tặng bạn. Ồ, cảm ơn bạn. Ở mà cùng tuổi thì chắc xưng bạn. Cùng tuổi thì cùng tuổi chứ mình phải tự tin lên, cùng tuổi vẫn anh em đàng hoàng. Không, em xưng bạn. Ok em. Rồi sao bữa nay mình gặp lần đầu tiên gặp bạn gái, mình không có chuẩn bị quà hay cái bông cái hoa gì vậy em? Do em đi gấp từ công ty đi qua đây luôn. À vậy hả? Dạ. Phải có chuẩn bị trước từ sáng sớm chứ. Dạ không, sáng sớm cũng đi làm sớm luôn. Vậy luôn hả? Bây giờ chị Tường mời thức ăn của nhà hàng cho các bạn vừa ăn trưa cùng nhau vừa trò chuyện với nhau. Xin mời. Chị Tường xin mời hai bạn thưởng thức món ăn rất là ngon và được trình bày rất là đẹp mắt của nhà hàng Bao Điểm Sắm nha. Đây là món tôm viên sốt long châu và bánh xếp áp chảo. Rồi xin mời hai bạn nhớ vừa ăn vừa trò chuyện tâm sự với nhau nha. Ít phút nữa chị Tường sẽ quay trở lại. Chúc hai bạn ngon miệng. Hồi nãy bạn nói bạn làm việc ở bệnh viện nào nghe không rõ. Mình làm bên anh bệnh viện An Bình. Mình là khá dễ ăn, ăn gì cũng được. Nhưng mà mình thì không thích những món có bơ, sữa, phô mai. Cho nên mập không được. Và ăn nhiều rau, bạn làm ca đúng không? Bạn làm ca như vậy thì bạn có thời gian để dành cho một mối quan hệ không? Thật sự ra là nếu như mà mình muốn dành cho nhau á thì tất nhiên sẽ có thời gian thôi. Đúng rồi. Chứ không phải là không có thời gian. Tại vì gia đình mình cũng muốn mình lập gia đình trong... Với lại mình cũng muốn tìm một cái người mà có thể là chung, là cùng hợp ý với mình. Mình phải hỏi câu đó tại vì có trường hợp mà những bạn á họ cũng muốn lắm nhưng mà họ bận và họ cứ lấy lý do bận hoài. Lấy gì đó nó không có thỏa đáng, tại vì một khi mà đã
dấn thân cho một cái mối quan hệ nào thì mình cũng phải có một sự ưu tiên nhất định. Mình phải tự sắp xếp thời gian. Hơn nữa cái điều đó cũng thể hiện là một người biết cân bằng giữa công việc và cuộc sống. Bạn có hay đi du lịch không? Có, một năm đi một lần vào dịp Tết. Bạn đi một mình hay là có dẫn mẹ đi cùng không? Không, đi một mình, tại vì mẹ mình không thích đi. Những thời gian rảnh á, nếu mà bạn không đi làm á thì bạn làm gì? Thời gian rảnh của mình là hai ngày cuối tuần á, thứ bảy chủ nhật ở nhà thì có những cái thú tiêu khiển như là trồng cây, chăm sóc cá, mèo hoặc là học ngoại ngữ. Nếu mà bạn bè có rủ đi cà phê thì đi. Bạn có biết nấu ăn không? Biết một số món đơn giản thôi, ví dụ như đậu rồng xào tép hoặc rau muống xào tương. Nếu trong những món nào có liên quan tới rau thì biết. Nãy giờ có bàn vụ đám cưới không? Dạ chưa chị. Bàn nó có đãi mấy bàn rồi, có được không? Đồ ăn ngon không em? Ngon chị, tại em đang đói mà. Ngon đang đói đúng không? Bây giờ thì Tường sẽ mời hai bạn bóc những lá bài của chương trình đã chuẩn bị sẵn, có những câu hỏi khá vui trong này để chúng ta có thể có cơ hội tiếp xúc với nhau và hiểu nhau nhiều hơn. Mời bạn trai. Thể hiện một hành động lãng mạn để tỏ tình đối phương. Mời em qua đây. Làm luôn. Làm luôn chứ chừng nào làm nữa. Mà em làm IT nên em khô khan lắm. Thì mình phải thử. Đó, nhanh lẹ hết sức không? Trời ơi, ông đi tỏ tình mà ông thở ra. Ông đi tỏ tình mà ông thở ra. Ông làm nhưng tỏ tình giùm cho tôi vậy trời. Cái này khó quá. Sau khoảng thời gian tìm hiểu thì bây giờ mình thấy là cả hai rất là tương đồng, có những ý kiến giống nhau. Mình có thể làm bạn trai của bạn được hay không? Cho mình suy nghĩ chút. Nói tiếp đi, chưa thuyết phục được mình. Lời thuyết phục đâu phải là ở những lời nói đâu. Không lẽ trong khoảng thời gian tìm hiểu bạn không cảm nhận được điều đó? Có thể cảm nhận, nhưng mà giờ phút quan trọng bạn phải nhấn một điểm mạnh gì đó. Để có nghĩa là bạn phải có một cái điểm gì mà phải thật sự là điểm riêng của bạn. Để nhấn vào cái đó thì mình mới lay động được mình. Nếu như mà em đồng ý làm bạn gái anh thì anh sẽ làm gì đồ. Thấy em là người như thế nào, trong lòng anh ra sao gì đó. Nó thuyết phục chút, nói gì đâu ngoài dòng không. Nói chung thì mình thì không có giỏi về mồm mép. Những lời của mình là chân phương. Nhưng mà nếu bạn cũng cảm nhận được mình là người như thế nào trong khoảng thời gian quen biết với nhau rồi. Mình thì không giàu, nhưng mà không giàu về tài chính, nhưng mà có thể giàu về tình cảm. Nếu bạn tìm một người mà để đồng hành đi suốt cuộc đời thì mình nghĩ mình có thể trở thành một đối tượng đó được. Với lại mình tôn trọng bạn và mình yêu thương bạn vì bạn là chính bạn. Chốt câu này cũng hay. Rồi được rồi, cảm ơn em. Hay rồi đó, cái câu cuối đó chị thấy hay rồi đó. Dạ, be yourself. Rồi tới phiên bạn gái. Mời em. Rồi, đọc lớn lên giùm cho chị Tường luôn. Yêu cầu bạn trai thể hiện sức khỏe bằng hành động cụ thể. Trời ơi, cái thần ốm yếu này làm sao đây? Thật khó quá, bỏ qua chị ơi. Không bỏ qua được, bây giờ em phải thể hiện có chơi có chịu. Em làm sao em thể hiện sức mạnh chị coi. Đứng lên, sân chơi này là của em. Vậy em muốn làm gì? Ẩm cổ, bồng cổ, hít đất, thục dầu. Thì bạn nặng bao nhiêu ký vậy? Mình nặng 58 ký. Em nặng bao nhiêu ký? Dạ em nặng 55 ký. Oh. Vậy thì thua rồi. Vậy em muốn sao? Ẩm cổ nổi không? Dạ không. Cổng cổ nổi không? Chắc không luôn. Rồi vậy thôi, hít đất thục dầu. Chắc vậy quá. Rồi chơi đi. Kiểu này chắc hết cũng không có nhiều, 5 cái thôi. Rồi chị. Sức em nhiều thì em thể hiện nhiều chứ giờ sao giờ? Cái gì mà bẻ tay bẻ chân ghê vậy? Cũng khởi động chị. Khởi động, rồi. Không mà chơi luôn đi. Chơi luôn. 5 cái nha chị. Đếm đi. 1, đếm giùm đi em. 2, 3. Thẳng tài dữ ha. 4, 5. Rồi xong. Rồi xong. Đúng, có chờ có chịu thiệt. Tôi thích bạn à. Tay vào nút bấm nha hai bạn. Nhắm mắt lại nha. Đây là lúc quan trọng nhất. Trò chuyện nhiều nhưng chốt lại. Nếu hợp lý chúng ta đừng bỏ qua cơ hội. Còn nếu cảm thấy không phù hợp thì chúng ta hãy dành cơ hội này cho những người khác. 1, 2, 3. Sao bạn gái là không bấm nút? Cái cảm giác mà gặp bạn đó thì không có một cái điểm nhấn gì cho em để em thích được bạn ấy. Rồi rất là tiếc vì Tường không làm được tròn trách nhiệm của mình ngày hôm nay. Cố gắng tìm được một nửa của mình về báo hiếu với mẹ ha. Sớm sớm đừng để mẹ chờ lâu.
Còn em gái cũng vậy, rất là dễ thương, rất là đáng yêu, xinh xắn nữa. Chắc chắn là em cũng sẽ có được hạnh phúc của mình. Tường, các bạn, bản thân của mình, họ tên, ngày tháng năm sinh, tên tuổi, quê quán cũng như là công việc hiện tại của mình ha. Thế nào ạ? Anh ơi, anh giới thiệu một số những cái thông tin cơ bản về bản thân của mình nhá. Vâng. Rồi, em mời anh. Tôi tên Đỗ Tấn Được ạ. Sinh 1982. Đỗ Tấn Được 1982. Công việc quê quán. Công việc quê là chủ tiệm cắt tóc ạ. Chủ tiệm cắt tóc. Hiện tại đang ở đâu? Nằm ở Thái Lạc A, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh ạ. Rồi. Rồi. Anh Được bây giờ là anh đang cắt tóc ở quận Bình Tân đúng không? Tiệm này là tiệm mình thuê làm ở tại nhà mà mình mua được. Làm chủ luôn à? Vâng, nhưng mà tiệm là chuyện mình thuê là mình đã có nhà riêng rồi. À, mình thuê mà bạn để mình kinh doanh à? Rồi. Quê của anh ở đâu? Quê quán ở Lấp Vò, Đồng Tháp. Anh lên thành phố Hồ Chí Minh bao nhiêu lâu chưa? Hơn 10 năm ạ. Anh thành phố Hồ Chí Minh 15. Rồi. Anh là một người như thế nào, có điểm mạnh điểm yếu ra sao? Không nghe rõ. Ông, à, anh có điểm mạnh điểm yếu ra sao? À, điểm mạnh biết nấu ăn và biết vui vẻ mọi người và làm mọi người. Nấu ăn. Điểm yếu? Lúc buồn hay đi cà phê nhẹ nhẹ thôi. Cà phê của anh là lấy hình thức gì? Hình thức là chúc mừng trà hát với nhau. Còn trà hát với nhau. Rồi, trước giờ anh từng kết hôn chưa? Không nghe rõ. Trước giờ anh từng kết hôn chưa? Dạ chưa. Chưa từng kết hôn. Anh có mấy mối tình rồi? Mối tình thứ nhất là ở lúc còn ở quê, lúc còn ở đi học, lúc đi ra cũng thời gian cũng hay 16 rồi. Nói chung là lên Sài Gòn là có một mối tình là bắt đầu là từ năm bao nhiêu và kết thúc là mấy năm? Lúc kết được quen là tại 2009, rồi xong thời gian cũng tìm hiểu nhau cũng khoảng tới 2016 kết thúc. 7 năm tìm hiểu à? Vâng. Gần như là tầm 7 năm để tìm hiểu, để nói chung là mình đã yêu nhau rồi đúng không? Một mối tình dài á. Mối tình dài là yêu nhau, tìm hiểu nhau cũng thời gian 7 năm để mạnh dẫn tương nhắn á. Nhưng cuối cuộc là nó không, hai người không hợp, không nhất trí thì thôi, chia tay cũng tương tự vui vẻ bình thường chứ không có gì. Nhưng mà cái cốt lõi của nó là tại sao mà không đi tiếp nhở? Tại vì nếu chuyện hai bên thì không hợp nhau thì không có đăng kết. Hello. Tại vì nếu cuối cùng lại là không hợp nhau đó thì thôi giờ chúng ta cũng để anh nói lại vừa là bị mất. Không nghe rõ, chương trình nói lại cho hỏi. Em đang hỏi là lý do mà mình kết thúc là gì? À, khi kết năm 14, 15, 16 ở trong thời gian đó, hai bên nó không được học, nó không được cho đi đến sự tình hôn nhân đó. Thì thôi thì trong này hai bên đứng đặng chia tay nhau. Hai bên nào anh và không đi đến được hôn nhân là vì làm sao á? Thì cũng một lý do gì kinh tế hai với hai người đó, bữa tôi và người cô gái kia đó. Nói chung là về kinh tế là không có thỏa thuận được với nhau để mà kết hôn à? Vâng ạ. Rồi. Vậy thì mỗi người em mong muốn chương trình tìm kiếm là như thế nào? Người phụ nữ thì nói chung là cũng biết làm, biết chăm lo gia đình và cũng dễ dàng. Ngoại hình, chiều cao, mặt mũi, tóc, tai. Thì ngoại hình cũng dễ nhìn thôi, nhưng mà chiều cao thì cũng tầm tầm trên 5 à, công việc của cô ấy thì như nào phù hợp này?
Nhưng mà nếu được chương trình ghép với cùng nghề thì tốt. Cùng nghề thì cũng có cái công việc ổn định để làm chia nhau rồi giúp cho được. Rồi. Thu nhập của anh hiện tại là cắt tóc thì thu nhập trung bình thì là bao tiền? Tầm tầm gần hơn 25 ạ. À, 25 triệu. Rồi. Nếu bây giờ bạn gái mà đã đổ vỡ một lần đò thì anh có chấp nhận không? Không, không quan trọng chuyện đó đâu. À, không quan trọng đúng không? Không quan trọng. Thế người ta có con riêng thì sao? Thế như có con riêng thì cũng cũng hơi ngại ngại lắm. Thì sao? Thì sao anh? Nếu mà họ mà anh... sao tìm sao? Ý là anh cứ thoải mái bày tỏ về cái yêu cầu của mình, anh không phải ngại gì hết á. Cái này không phải phát sóng. À. Anh yêu cứ đây là anh yêu. Anh cứ thoải mái. Có con riêng thì làm sao? Anh chấp nhận đâu? Dạ không. Rồi. Nhưng mà ví dụ như là cô gái đấy mà con cái thì chồng cũ của người ta nuôi thì cô không bị vướng bận nữa thì cô ok không? Không nghe rõ. Nếu mà cái cô gái đấy mà có con rồi nhưng mà chồng cũ của cô ấy nuôi, cô không bị vướng bận vì con cái thì anh có đồng ý không? À, nói chung là bên nhà gái mà có con riêng mà không vướng bận những con mà mình vui hết thì không biết ạ. Vâng. Ok, cảm ơn anh được nhá. Thì hôm nay là cái buổi giao lưu làm quen. Nếu mà tìm một người phù hợp thì biên tập sẽ liên hệ lại với anh nhá. Vâng, cảm ơn chương trình. Vâng, cảm ơn. Dạ, buổi phỏng vấn đến đây là kết thúc rồi ạ. Anh có thể thoát cuộc gọi được rồi ạ. Dạ, cảm ơn. Dạ, chương trình cảm ơn anh. Em 21 tuổi. Nói chung là yêu 4 năm, đang yêu thì cô ấy đi nước ngoài chứ đây là phải chia tay. Cô có báo trước không? Sao mà cố gắng bên cạnh nhau mà chia tay vậy? Dạ có, thì nói chung em cũng đợi 3 năm. Nhưng mà đến khi cô ấy đưa thì em không muốn đổi. Em cũng xin đổi lại nhưng mà không đổi lại được. Là chia tay. Thế cái mối tình gần đây thì nó khoảng mấy năm? Mối tình gần đây nhất là năm 2017. 2017 á? Dạ, chia tay năm 2017. 2017 là quen cô đấy trong trường hợp nào và tại sao yêu nhau được bao nhiêu lâu? Bạn ơi, em quen 2016 và đến năm 2017 thì chia tay. Rồi quen được 1 năm thì chia tay. Thì quen cô đấy là quen ở trong hoàn cảnh nào, quen tại sao quen cô ấy nhỉ? Quen cô ấy trong hoàn cảnh ấy, cô ấy dạy dạy đến trường cấp 1 gần như nhà em ạ. Em quen. Quen xong rồi lớp 1 tình này. Thế xong rồi tại sao chia tay? Cái đợt đó nhà cô ấy nói là không đồng ý. Nói là giáo viên là cái đấy bất kỳ người nhà nước á. Em đi làm xây dựng, em đã đến nhà họ không đó. À, tại vì anh chỉ đi làm ngành xây dựng. Nhà cô đấy là nhà nước luôn á. Cô này dạy giáo viên mà má của cô này là bộ đội về hưu á. Thế họ muốn là nói với con là cái người làm nhà nước bộ đội hoặc là nói chung như nhà nước á. À, nhà họ cũng có rồi hờ phản đối đúng không? Vâng. Rồi thế sau từ năm 2017 đến giờ là anh có quen ai không? À, quen với mình làm khoảng quá thôi. Thì tại sao mà chẳng qua như thế thì anh có cảm thấy là mình không phù hợp với những người đó ở cái điểm nào? Dạ, không phù hợp với có những người đâu kiểu họ không lập trường, họ không được bừng. Giống như đáng quen em, nói chứ cũng có người là đồng ý với em về giá mặt gia đình. Cuối cùng tao quen em là kiểu giống như là bị cọc xương lên. À,
sau đó là cảm thương. Đã quen em thì nói chung trong vòng nói chung là quen em đã quen em, nhưng mà mình cũng theo công việc nữa, như khoảng tầm một vài ngày không liên lạc được, nên là không điểm nắm cô ấy được. Tự nhiên cô ấy nói em quen người khác thôi. Rồi bây giờ anh mong muốn tìm được mẫu người như nào? Cái mẫu mình gặp em theo kiểu ngoài hình thì em không đòi hỏi nhiều đâu. Thường thường là nói chung dễ nhìn thì là được, chứ không cần phải đẹp lắm. Ngoại hình là không cần đẹp lắm, còn yêu cầu gì đó không này? Chúng ta tặng một tí để tóc dày. Tóc dày. Con cáo thì tầm 1m48 trở lên là được. Rồi em cũng phải là cáo lắm. Em được 1m67 chứ mấy. Rồi. Công việc nghề nghiệp. Công việc nghề nghiệp á, em thì chứ công việc em nó ổn định thôi. Thật ra chứ em muốn kiếm một người bạn gái để có thể về cùng bên với em, hoặc là cô ấy ở trong cùng bên sang sống. Tại vì em cũng làm nhà riêng thôi á. Rồi. Có nghĩa là cô đấy ở đâu thì ở, nhưng mà ở trong Quảng Bình thì tốt đúng không? Ở trong Quảng Bình được thì tốt. Tại vì em lấy vợ là không làm dấu đâu. Tại vì em làm nhà riêng năm 2018. Rồi, ok. Em cảm ơn anh Chiến nhá. Thì chương trình hôm nay là liên hệ với anh để làm quen với trước đấy. Nếu mà tìm được cái người bạn mà phù hợp trong khu vực Quảng Bình thì sẽ liên hệ lại với anh ha. Rồi. Dạ, buổi phỏng vấn đến đây là kết thúc rồi, nên là anh có thể thoát cuộc gọi được rồi ạ. Dạ, rồi em cảm ơn anh ạ. Nghiệp tự do. Rồi anh sinh năm bao nhiêu? 1982. Anh làm nghề tự do là làm nghề gì? Anh có thể nói rõ hơn cho em được không? Làm nghề tự do về ngành xây dựng. Xây dựng rồi. Vậy thì hiện tại cái mức thu nhập của anh là bao nhiêu ạ? Mức thu nhập mình tầm khoảng độ thôi. 10 triệu. 10 triệu rồi. Bây giờ anh nói cho em nghe về cái điểm mạnh yếu của mình đi. Yếu của mình thì nhút nhát một chút thôi. Nhưng mà điểm mạnh của mình thì hay nói tính tình, hay nói thẳng. Rồi gì nữa anh cứ nói hết đi. Anh là người như thế nào, tính cách anh như thế nào? Vui vẻ, hoạt bát, hòa đồng, hay là ở trong trong gia đình thì anh là người như thế nào? Trong gia đình mình thì luôn luôn vui vẻ, hòa đồng với mọi người. Còn điểm yếu của mình có rượu chè lê tha hay gì không? Điểm yếu của mình thì hay tính tình mình thì hay nóng một chút thôi. Rồi. Vậy thì về cái tình trường anh đã trải qua bao nhiêu mối tình rồi? Mình thì có một mối tình. Rồi anh kể cho em nghe mối tình đó đi nhá. Mối tình đầu tiên thì năm 2009 trong Sài Gòn ấy. Yêu một người ở đấy, nhưng mà bởi vì lúc đó là thời gian từ miền Bắc vào miền Nam nó địa lý nó xa cách quá, nên từ đó mình chia tay không gì nữa, không đi vào tối nữa. Là anh chị lại ở qua cô đó chưa? Ý là mình bảo là thì đấy trong Sài Gòn đấy là mình vào đấy một thời gian rồi, nhưng mà bởi vì trong đấy nó xa quá mình không ở đấy được nữa. Rồi vậy mình hiện tại mình đọc thân được bao lâu rồi anh? Ở trong đó đấy em. Đọc thân. Đồng thân thì mình được hơn 42 năm rồi.
Hôm nay 42 tuổi. Rồi, ok, nói chung là mình đã độc thân lâu rồi đúng không? À. Vậy thì bây giờ cái mẫu bạn gái mà anh mong muốn là gì nè? Cái của mình đây là vậy là tầm vừa phải thôi, vậy thì vừa phải. Nhưng mà tính tình thì là phải con gái thì phải nóng tính một chút, nhưng mà quá thật hiền lành. À, anh cao mét bao nhiêu? Em nói 75 rồi. Bạn ví dụ như bạn ấy ở đâu thì được nè, cùng quê hay là ở ngoài miền Bắc với anh? Thì thôi, phận mình ở đâu gặp đấy thì mình không quan trọng ở quê quán hay gần hay xa, ở đâu cũng được. Nhưng mà nãy cái mối tình đầu của anh là anh ở xa cho nên là anh mới chia tay đó. À, ở xa thì quê mình cũng ở miền Bắc này, nhưng mà ở bán tận ở trên Tuyên Quang thôi. Nói chung là ở miền Bắc ha. Vâng. Rồi. Cô ấy đã từng kết hôn có con được không? Từng kết hôn có con đấy là không. Sao vậy ạ? Thì không được, không. Có vậy không có lý do gì hết. Ừ. Rồi. Rồi, không nên là không có hôn nhân rồi, ok rồi, đây là một buổi casting bằng hẹn hò thôi. Nếu mà anh được lựa chọn vào chương trình sẽ có một người làm việc với anh sâu hơn ha. Dạ rồi, cảm ơn anh rất là nhiều. Chương trình nhé. Đấy, năm nay là 35 rồi. Rồi. Cô đấy đang ở vị trí vùng miền nào thì hợp lý? À, vùng nào cũng được, nhưng miễn sao tìm hiểu con người là quan trọng là bản tính con người thôi. Rồi. Ví dụ như em mối lái cho anh ấy, một cái khu miền Tây thì anh sắp xếp công việc để xuống nhà họ đó không? Sắp xếp ở đâu ạ? Ví dụ em mối cho anh với cái cô gái miền Tây thì anh có thể sắp xếp công việc để xuống hẹn hò với cô ấy được không? Được, tại được việc tự do mà, mình thích mình làm, mình không thích mình nghỉ. Có nghĩa là có thể quen xa xa xíu đúng không? Dạ đúng rồi, nhưng mà thời gian quen nhau thì chỉ có ví dụ như xa quá thì mình sắp xếp được công việc một hai ngày gì đó thôi. Rồi. Ok. Rồi, anh không thích phụ nữ như thế nào? Không thích phụ nữ không thích phụ nữ lễ phép với người không lễ phép gì hết. Biết tôn trọng người lớn tuổi thôi được rồi. Rồi, anh còn yêu cầu gì bạn gái nữa không? Không. Bạn gái thì yêu cầu phải là đủ rồi anh. Dạ rồi, em cảm ơn anh nhiều. Thì dạ, hôm nay các bạn sẽ đi tìm kiếm những cái người mà phù hợp với anh, xong rồi nếu mà tìm được cái người phù hợp thì chương trình sẽ liên hệ lại với mình ha. Dạ, cảm ơn anh. Vâng, cảm ơn anh nhiều. Dạ, buổi phỏng vấn đến đây là kết thúc rồi anh. Anh có thể thoát cuộc gọi được rồi ạ. Dạ, chào ạ. Dạ, chương trình cảm ơn anh. Dạ, cảm ơn chương trình.